À, chào họ, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh tiếng Trung Chinese for Everybody. Hôm nay thì chúng mình sẽ học sang loạt chủ đề về HSK2 mới. Và chúng mình sẽ học 50 từ vựng đầu tiên trong loạt chủ đề này. Từ vựng số 1 chúng ta có từ A, nghĩa là A, già, à. Ví dụ như sau. À, 我想起来了. À, tôi nhớ ra rồi. Câu này giống hệt như những câu cảm thán mà chúng ta thường nói trong tiếng Việt đúng không nào? Và chúng mình sẽ có cái cụm từ là xiáng chỉ lái, tức là nhớ ra rồi. Thì chúng mình sẽ thêm chữ lơ để diễn tả là rồi ở cuối câu. Và sau này thì khi nào mà các bạn sực nhớ lại cái câu chuyện gì đó hoặc là một cái tình tiết gì đó, chúng ta có thể sử dụng câu này. À, 我想起来了. À, tôi nhớ ra rồi. Từ vựng số 2 thì chúng ta có từ 爱情, nghĩa là tình yêu. Ví dụ như sau. 这是一部爱情电影. Đây là một bộ phim tình yêu. Chúng ta có từ bù là lượng từ dùng cho bộ phim, sẽ đi với từ tương ứng đó là danh từ điện ảnh, bộ phim. Từ vựng số 3 chúng mình có từ an tĩnh, nghĩa là yên lặng. Ví dụ, phòng giam lì hẳn an tĩnh, trong phòng rất yên tĩnh. Chúng mình sẽ có cấu trúc là danh từ chỉ nơi chốn rồi tới phương vị từ. Cái này thì giống như trong phần HSK1 mình đã có hướng dẫn rồi đúng không nào? Các bạn có thể xem lại để mà nắm lại những cái thông tin cũ trong cái phần bài học cũ các bạn nhé. Từ vựng số 4 chúng mình có từ ai rảnh, nghĩa là vợ hoặc là chồng. Ví dụ như sau. Tha sư wo de ai rảnh, cô ấy là vợ của tôi. Từ vựng số 5 chúng mình có từ an toàn, nghĩa là an toàn. Ví dụ như sau. Qua mã lù de shi hou yao zhu yi an quan, lúc qua đường phải chú ý an toàn. Chúng mình có qua mã lù, tức là băng qua đường, de shi hou dịch là khi hoặc là lúc, yao dịch là phải, zhu yi là chú ý và an quan nghĩa là an toàn. Tiếp theo chúng mình có từ bãi xưa, nghĩa là màu trắng. Và chúng mình có từ bãi, tức là bạch, nghĩa là trắng, và xưa, nghĩa là sắc. Khi mà chúng mình muốn nói tới một màu sắc gì đó, thì chúng mình thường sẽ làm theo cái cách là chúng ta lấy cái màu sắc chủ đạo đó để ở phía trước và chúng ta sẽ để cái từ xưa ở phía sau. Chẳng hạn như khi mình nói là khơi xưa, tức là màu đen, lãn xưa, tức là màu xanh, cụ thể là màu xanh biển. Và ví dụ như mình nói là lùi xưa thì tức là màu xanh lục. Ví dụ như sau. Tha xì hoàn bãi xưa. Anh ấy thích màu trắng. Tiếp theo là từ ban trạng, nghĩa là lớp trưởng. Chúng mình có từ ban, nghĩa là lớp, trạng, nghĩa là trưởng. Và ví dụ như sau. Tha sư của mình tờ ban trạng. Cô ấy là lớp trưởng của chúng tôi. Từ vựng số 8, ban nghĩa là làm. Chúng mình đọc gắt giọng thanh 4 các bạn nhé. Ví dụ như sau, zǎn me bàn, làm thế nào? Từ vựng số 9, chúng mình có từ bàn phạ, nghĩa là biện pháp, cách hay là phương pháp. Tiếng Anh mình có từ way hoặc là method, thì sẽ bằng với từ bàn phạ này. Ví dụ như sau, 我有一个好办法. Tôi có một cách hay. Từ vựng số 10 là từ ban công sư, nghĩa là phòng làm việc. Ví dụ, 我在办公室里. Tôi đang ở trong phòng làm việc. Từ vựng số 11 là từ ban ye, nghĩa là nửa đêm. Chúng mình có từ ban, nghĩa là bán, nghĩa là nửa. Ye, nghĩa là đêm. Ví dụ như sau, 他半夜还没睡. Nửa đêm anh ấy vẫn chưa ngủ. Từ vựng số 12 đó là từ băng trụ, nghĩa là giúp đỡ. Nếu mà chúng mình muốn gọi tắt là giúp, nghĩ băng wǒ, thì chúng mình lấy từ băng thôi, có nghĩa là bạn giúp tôi. Ví dụ như sau. 我帮助他学习汉语. Tôi giúp cô ấy học tiếng Hán. Từ vựng số 13 đó là từ bạo, nghĩa là no. Chúng mình sẽ thường dùng là chư bạo, nghĩa là ăn no. Và chúng mình sẽ nói là 我吃饱了, tôi ăn no rồi.
Bao miễn nghĩa là đăng ký, báo danh, ví dụ. Wǒ xiǎng yào bào míng HSK kào shì. Tôi muốn đăng ký thi HSK. Từ vựng số 15. Bào trữ nghĩa là báo giấy. Ví dụ, wǒ bà bà chǎng chǎng dǔ bào trữ. Bố tôi thường đọc báo. Từ vựng số 16. Bảy phương nghĩa là phương Bắc. Ví dụ như sau. Trung Quốc tờ Bảy Phương hẳn lận, phía Bắc Trung Quốc rất lạnh. Từ vựng số 17 là bay nghĩa là đọc thuộc. Chúng mình có câu ví dụ là Jin tiān de sheng ci wo dou bei wán le. Từ mới của hôm nay tôi đều đã học thuộc rồi, đọc thuộc rồi. Bì rú tức là ví dụ. Ví dụ, wo xǐ huān yùn dòng. Ví dụ, bảo bù hứa tà chiếu. Tôi thích vận động. Ví dụ như chạy bộ, chơi bóng. Mình có từ bảo bù nghĩa là chạy bộ và tà chiếu nghĩa là chơi bóng. Chuyển sang từ vựng số 19, chúng mình có từ bì rú xua. Bì rú xua tức là nói ví dụ như như sau. Chúng mình xem ví dụ bên dưới. Cái từ này thì chúng mình sẽ rất là thường sử dụng trong cái văn văn khẩu ngữ và văn nói. Ví dụ như là Tha hui shuo duo zhong wai yu, bi ru Han yu, Yin yu, Zhi yu. Anh ấy biết nhiều ngoại ngữ, ví dụ như tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật. Từ vựng số 20, bị nghĩa là bút. Ví dụ, Zhe zhi bi bu shi wo de, cây bút đó không phải là của tôi. Từ vựng số 21, bì chì là ghi chép. Ví dụ như sau, Kěi wǒ hàn yī xiā nǐ de bì chì. Cho tôi xem bản ghi chép của bạn chút nhé. Các bạn lưu ý cái từ bì chì này nó là một một danh từ. Và chúng ta sẽ đặt cái danh từ ở đằng sau tơ để sử dụng trong cái cụm danh từ là nǐ de bì chì, nghĩa là bản ghi chép của bạn. Tiếp theo là từ vựng số 22, từ bì chì bệnh nghĩa là vở ghi chép hay là tập ghi chép. Chúng ta sẽ có cái từ bệnh tức là quyển tập, quyển vở các bạn. Ví dụ như sau, Zhè shì wǒ xīn mài de bì chì běn. Đây là sổ ghi chép tôi mới mua về. Từ vựng số 23, từ bì suy nghĩa là nhất định phải, là một phó từ. Ví dụ, "这个作业今天必须要做完." Hôm nay nhất định phải làm hết những bài tập này. Từ vựng số 24 là từ biên nghĩa là phía, là ở bên. Ví dụ như là "他站在我的前边." Anh ấy đứng ở phía trước mặt tôi. Từ vựng số 25 cũng có cùng âm đọc là biên, thế nhưng mặt chữ thì nó sẽ khác, các bạn lưu ý nhé. Nó sẽ là một động từ và có nghĩa là biến, thay đổi. Ví dụ, Tha biên là khẩn tua, cô ấy thay đổi rất nhiều. Từ vựng số 26, biên trẩn nghĩa là trở thành, biến thành, thành ra. Ví dụ, Tha biên trẩn khoai rỉnh là anh ấy trở thành người xấu rồi. Mình có cái từ khoai có nghĩa là hư, là hỏng, là xấu. Nó sẽ trái với từ hạo. Nếu như chúng mình nói hạo rỉnh thì có nghĩa là người tốt. Ví dụ như là 以前他是好人, 可是现在他变成坏人了. Ngày trước á, thì anh ấy là người tốt, nhưng mà bây giờ thì lại trở thành người xấu rồi. Từ vựng số 27, biên nghĩa là lần. Ví dụ, 这个字我写了一遍就会了. Tôi viết chữ này một lần là đã thuộc rồi. Từ vựng số 28, từ biểu nghĩa là đồng hồ. Ví dụ, 我买了一个表. Tôi mua một chiếc đồng hồ. Chúng ta có thể nói là sổ biểu cũng là đồng hồ. Và cụ thể ở đây là đồng hồ đeo tay ấy, các bạn. Thì chúng ta sẽ có từ sổ nghĩa là tay, biểu nghĩa là đồng hồ, thì là sổ biểu nghĩa là đồng hồ đeo tay. Biểu sư
nghĩa là bày tỏ, thể hiện. Ví dụ, 他们对我表示了欢迎, họ bày tỏ sự chào mừng với tôi. Từ vựng số 30, 不错, không tồi, ổn. Ở đây thì chúng mình có ví dụ như sau. 我觉得这件衣服很不错, tôi thấy bộ quần áo này ổn đó, không tồi đó. Ở đây các bạn lưu ý cái âm đọc. Khi mà từ pu nó đi với các âm đọc thanh 4 thì chúng mình phải đổi dấu là thành pu chứ không để là pu như thế này nhé. Từ vựng số 31 chúng mình có từ pu tan, nghĩa là không những, không chỉ. Từ vựng này thường đi với cái từ ở chia để tạo thành không những mà còn. Chúng mình xem ví dụ sau đây. Tha pu tan piao liang, ở chia hẳn san liang. Cô ấy không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng. Thì đây là cái mặt chữ ở chia mà mình vừa mới đề cập đến. Từ vựng số 32, bủ câu, nghĩa là chưa đủ. Ví dụ như sau, 我的钱不够买这部手机. Tôi không đủ tiền để mua chiếc điện thoại này. Từ vựng số 33, bủ qua, chẳng qua, nhưng mà, là một liên từ. Và thường được đặt ở trước cái vế thứ hai của câu và thể hiện sự chuyển ngoặc ý. Ví dụ như sau. 这件裤子很好看, 不过太贵了. Cái quần này rất đẹp nhưng mà đắt quá. Từ vựng số 34. 不太, nghĩa là không quá. Ví dụ. 我不太喜欢吃苹果. Tôi không thích ăn táo lắm. Từ vựng số 35, 不要, nghĩa là không cần, đừng. Đây, ví dụ như sau, 上课的时候不要讲话. Lúc lên lớp hay là khi lên lớp đừng nói chuyện. Chúng mình sẽ có từ 上课 có nghĩa là lên lớp, 的时候 nghĩa là khi là lúc, 不要 là từ mới, nghĩa là đừng hay là không nên. Giảng khoa là nói chuyện. Từ vựng số 36 đó là từ 不好意思, nghĩa là ngại quá, thật là ngại. Chẳng hạn như là chúng ta được bạn bè rủ đi chơi nhưng mà chúng ta xem lịch thì hôm đó chúng ta có việc bận và không thể tham dự buổi đi chơi chung với bạn bè được, thì chúng mình sẽ nói là 不好意思. Thật là ngại quá, nhưng mà hôm đó mình có việc riêng, mình không có thể đi tham gia chung với các bạn được, mong các bạn thông cảm. Hoặc là giống như câu này, 不好意思, 我今天不能来了. Ngại quá nhưng mà hôm nay tôi không thể đến đó rồi. Từ vựng số 37 là từ 不久, nghĩa là không lâu. Ví dụ, 我刚学汉语不久, tôi mới học tiếng Trung không lâu. Chúng mình có từ can, nghĩa là mới. Sửa hàn nhụy, học tiếng Trung, bù chịu, không lâu. Từ vựng số 38, bù mạn, nghĩa là bất mãn, không hài lòng. Ví dụ, ta phây trọng bù mạn, anh ấy rất không hài lòng. Từ vựng số 39, bù rủ, chẳng bằng, hay là chúng ta thường sẽ sử dụng từ này ở đầu cái câu đề nghị khi chúng ta muốn đưa ra một lời đề nghị gì đó. Ví dụ như sau. 不如我们明天去看电影吧. Hay là ngày mai chúng ta đi xem phim nhé. Các bạn có thể sử dụng câu này để rủ crush cùng đi chơi với mình. Thì là ngày mai bạn có thể đi xem phim cùng với tớ được không? Thì mình sẽ thêm là hay là ngày mai mình sang đây xem phim nhé. Hay là ngày mai mình đi ăn nhé. Vân vân. Hay là ngày mai mình đến cái khu du lịch kia để mình ngắm cảnh nhé. Đó thì đó là những cái mẫu câu mà các bạn có thể sử dụng để khi chúng ta dùng để đề nghị một cái gì đó, hay là bù rủ. Tiếp theo là bù sạo, không ít. Thì không ít tức là gì? Là nhiều. Thường là tiếng Trung nó sẽ có cái cách nói là bù sạo, tức là nhiều đó các bạn ha. Ví dụ như sau. Jin tian dian yin yuan you bù sạo ren. Hôm nay rạp chiếu phim có không ít người, tức là sao? Có rất nhiều người. Chúng ta hãy làm quen với những cái cách nói mà ở Trung Quốc họ hay sử dụng để khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ không thấy bỡ ngỡ các bạn nhé. Từ vựng số 41 là bù thủng, nghĩa là không giống nhau. Ví dụ,
Tha khứa nỉ bù thủng, anh ấy và bạn không giống nhau. Từ vựng số 42, bù xỉn, không ổn, không được. Từ này cũng rất thường hay sử dụng trong văn nói. Ví dụ như sau, chưa cả bàn phả, các bạn còn nhớ từ bàn phả mà chúng mình vừa học ở bên trên không? Bây giờ chúng mình sẽ sử dụng lại từ đó kết hợp với từ bù xỉn này, tức là chưa cả bàn phả bù xỉn, cách này không ổn đâu, cách này không được đâu. Từ vựng số 43, bù dĩ tiền, chưa chắc, chưa hẳn. Ví dụ như là Tha bù dĩ tiền huy xỉ hoan bãi sửa, chưa chắc gì anh ấy đã thích màu trắng. Giả sử như là Wo ta suan sung kể tha yi jian bái sửa de chen shan, hờ shi wo de peng yu shuo, tha bù dĩ tiền huy xỉ hoan bãi sửa. Tôi có dự định là sẽ tặng cho anh một cái chiếc áo sơ mi màu trắng, nhưng mà bạn tôi lại bảo rằng chưa chắc gì anh đã thích màu trắng đâu. Từ vựng số 44, bù dĩ hoa, không lâu sau, mới một lát. Ví dụ như là tha bù dĩ hoa chiều tao là mới một lúc sau mà cô ấy đã đến rồi. Từ vựng tiếp theo, từ vựng số 45, từ bù phần, nghĩa là phần. Ví dụ, trơ bản su, dầu sàn cửa bù phần, quyển sách này có 3 phần. Từ vựng số 46, từ thải là một phó từ, dịch nghĩa là mới. Ví dụ như sau, Ní zěn mě xiān zài cái lái, sao bây giờ bạn mới đến vậy? Trong cái câu ví dụ này thì các bạn đã có thể thấy cái ngữ khí của người nói tỏ vẻ là hài lòng hay không hài lòng nào? Rõ ràng là không hài lòng đúng không nào? Là thứ nhất, thứ hai là người này đến trễ hay là đến sớm? Đến trễ thì người ta mới dùng là mới đến, đúng không? Cho nên khi mà các bạn xem cái nghĩa ở đây á, thì nó cũng có phần hơi khó hiểu, nhưng mà khi chúng ta xem cái ví dụ thì nó sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Vậy thì các bạn có thể lấy tập ra và chúng ta ghi chú lại ở cái từ thải này. Khi mà chúng ta sử dụng từ thải thì có nghĩa là thứ nhất là không hài lòng là ngữ khí của người nói. Thứ hai là đến trễ, hành động xảy ra trễ, muộn, không thuận lợi ha. Chúng ta sẽ có hai đặc điểm như vậy khi chúng ta sử dụng cái từ thải. Nào bây giờ thì mình đọc lại cái ví dụ này một lần nữa để chúng ta cùng hiểu thêm về cái cách sử dụng của từ thải này. Ní zěn mě xiān zài cái lái. Các bạn có thể luyện đọc theo mình để các bạn từ từ sẽ thấm được cái ngữ khí của cái từ vựng mới này ha. Và cái từ này thì mình xin nói luôn là nó sẽ có một cái từ đối nghĩa với nó, đó là cái từ chiêu. Thì khi mà các bạn sử dụng cái từ chiêu á, thì nó sẽ có ngữ khí là hài lòng và nó sẽ được sử dụng khi hành động xảy ra sớm, thuận lợi. Nó sẽ ngược lại so với từ thải này các bạn ha. Từ 47 đó là từ cài tan, nghĩa là thực đơn. Ví dụ như sau, kể quả khan ý xa cài tan, đưa thực đơn cho tôi xem một chút nhé. Từ vựng số 48, tham quan nghĩa là tham quan, là một hành động, động từ. Ví dụ, Minh tiên wo qu ni men xue xiao tham quan, ngày mai tôi đến tham quan trường của bạn. Chúng ta thường sẽ nói trong tiếng Trung là đi đâu rồi làm gì, cho nên chúng mình sẽ nói là qu là đi trước rồi mới tham quan sau, chứ chúng ta sẽ không có nói là tham quan rồi là qu, không có đảo ngược cái cách nói lại các bạn nhé. Từ vựng số 49 đó là từ tham gia, nghĩa là tham gia, khá giống với cái âm đọc trong tiếng Việt của chúng ta đúng không nào? Rồi chúng mình xem ví dụ sau. Tôi muốn tham gia Hàn ngữ khảo sư. Tôi muốn tham gia cuộc thi về tiếng Trung. Từ vựng số 50, từ thảo nghĩa là cỏ. Ví dụ, Yuan zi li you hen duo hoa cỏ. Trong vườn hay là trong sân thì có rất nhiều hoa cỏ. Và bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Mình hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã có ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy bài học hay và hữu ích thì có thể bấm nút like và subscribe kênh hoặc là chia sẻ để bạn bè cùng học nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. Zài jiàn!